tổng hợp 3.000 cây thuốc đông y, tập 89, 1, nấm tai mèo, nấm tai mèo, tên khoa học Pegia orantia, P. Fr, thuộc họ nấm tai mèo, Pegia. Mô tả, thể quả mềm dạng đĩa nhỏ, giống như tai mèo, màu đỏ da cam sáng, rộng 3 đến 10 cm. Mặt trong của đĩa phủ bởi một lớp màng, các túi bào tử xếp xen kẽ với sợi bên gọi là bào tàng, mép đĩa lượng sống nhiều hay ít. Mặt dưới của thể quả có lông màu mận tối hơn, rồi sẽ trắng dần. Không có chân hoặc có chân rất ngắn. Thịt mỏng màu da cam sáng, rất dễ gãy, không mùi, có vị dễ chịu. Bộ phận dùng, thể quả, tê di da. Nơi sống và thu hái, Nấm xuất hiện vào mùa thu, trên đất sét trần, trong rừng, dọc đường đi, gần các khu dân cư. Có khi gặp rất nhiều, phủ đất, thành tập đoàn, có màu đẹp. Công dụng, nấm này ăn ngon, có thể nấu chín ăn mà cũng có thể dùng ăn sống với xà lách hoặc chế thành món ăn tráng miệng. 2. Nấm tán da cam, nấm tán da cam, tên khoa học Amanita caesarea, Sop. SFR. Per. Sckhveduk, thuộc họ nấm tán Amanita. Mô tả: Chụp nấm có mũ hình bán cầu, đường kính 8 đến 20 cm, màu vàng, da cam, mép mũ có khí giả. Chân nấm màu vàng kim với vòng các phiến màu vàng kim, bao gốc to màu trắng. Thường xuất hiện vào đầu mùa thu. Bộ phận dùng, thể quả, amanitut. Nơi sống và thu hái, loài nấm này gặp mọc trên đất trừng. Công dụng, thịt nấm màu trắng, có mùi dễ chịu, thuộc loại nấm ăn ngon nổi tiếng của châu Âu. Nấm này được sử dụng ở Trung Quốc, xem như có hoạt tính kháng ung thư. 3. Nấm thông, nấm thông, nấm gan bò, tên khoa học Boleter Edulisbun, FFR, thuộc họ nấm thông, Bolette. Mô tả, mũ nấm lúc nhỏ dạng bán cầu, về sau phẳng, lúc non màu tím, về sau có màu nâu hoặc vàng, đường kính tới 15cm, mép mũ lượng sống. Thịt nấm dày, màu trắng, không biến màu trong không khí. Cuốn nấm to, mập, hình trụ hoặc hình chuông, phồng lên ở gốc, dài 5-8cm, đường kính 2-3cm, đồng màu với mũ hay nhạt hơn, đặc, chất thịt màu trắng. Thường xuất hiện tháng 4 đến tháng 10. Bộ phận dùng, thể quả, bô lơ tơ. Nơi sống và thu hái, cây mọc đơn độc hay thành cụm trên đất rừng, đặc biệt là rừng có sen kẻ loại cây lá kim, như thông hai lá, thông ba lá, ở nhiều nơi trong các tỉnh vùng Trung Du và miền núi của nước ta, Hà Bắc, Lâm Đồng. Tính vị, tác dụng, thịt dày. Cứng, trắng, có mùi vị dễ chịu, hơi ngọt, có tác dụng thanh nhiệt giải phiền, đường huyết hòa trung, thư cân hoạt huyết, bổ hư đề thần. Công dụng, thường dùng xào với thịt hoặc nấu canh ăn. Cũng có thể dùng như loại boleter crocat của Ấn Độ. Giả ra thành bột nhão, thêm nước làm hỗn hợp nhào đắp vào lợi răng khi tiết nước bọt nhiều và dùng uống trong trị ỉa chảy và lị. Ở Trung Quốc, nấm thường được dùng trị chứng phụ nữ bạch đới và chứng không sinh sản, còn có thể có hoạt tính kháng nham, trừ độc, phòng trị cảm mạo, là nguyên liệu bào chế, thư cân hoàng. 4. Nấm sốp hồng, nấm sốp hồng, nấm sốp nón, tên khoa học Rusula emtica, C. FR, thuộc họ nấm sốp, Rusulet. Mô tả, mũ nón hình cầu, sau vương lên dạng phẳng rồi lõm xuống. Mặt nhẵn bóng, lấp lánh, mép có vết nhăn tương ứng với phiến. Màu từ hồng nhạt đến hồng tối, sau biến thành màu vàng nâu đường kính mũ 3 đến 10 cm. Thịt nấm màu trắng, giòn và dễ gãy, hơi hồng ở dưới lớp da dễ tách. Cuốn nấm hình trụ, màu trắng hơi hồng, dài 5 đến 7 cm, đường kính 1 đến 2 cm, nhăn và dễ vỡ. Bộ phận dùng, thể quả của nấm, rusula. Nơi sống và thu hái, nấm mọc đơn độc trên đất rừng, đặc biệt rừng có lẫn cây sồi, dẻ, ở môi trường chua. Thường xuất hiện vào mùa hè và mùa thu với nhiều dạng tính vị tác dụng nấm có vị cây mạnh của hồ tiêu và có mùi như mùi của dứa không độc công dụng nấm có thể dùng ăn vì có vị cây nên có thể dùng làm gia vị năm nga trưởng nga trưởng tên khoa học gripsin Hoàng wang sg cùng giờ sled phimato oscilao Preuso, thuộc họ ráng polypodia mô tả thân rễ dây mọc bò phủ vẫy hung cuốn lá đo đỏ, bóng, dài 10 đến 15 cm, phiến có chu vi tam giác, men theo gốc, dài 20 đến 30 cm, rộng 20 đến 25 cm, sẽ ba hay sẽ lông chim, các đoạn lá 5 đến 7 đôi, hình dải, dài 10 cm, rộng 2,5 đến 3 cm, có đầu chóp nhọn hay hơi có mũi. Có mép nguyên, nhẵn, cấu trúc dày, gần như dai. Ổ túi một dãy, dày, tròn, hơi sát trục lá hơn là mép lá bộ phận dùng lá, thân rễ, folium Eriogamii crisin oculobi. Nơi sống và thu hái cây mọc ở vùng rừng núi thượng du bắc Việt Nam, ở Trung Việt Nam từ 1.500 m trở lên. Còn phân bố ở Campuchia, Thái Lan, Bắc Ấn Độ và Trung Quốc. Công dụng lá dùng sắc uống trị sốt, lá khô tán thành bột hòa vào nước nguội uống trong trị bệnh ngoài da, thân rễ nghiền ra trộn với dầu vừng dùng bôi làm tóc mọc nhanh, còn có thể dùng trị tê thấp, phù thủng. 6. Ngà voi, ngà voi, nanh heo, ngải ngà, tên khoa học Sansevieria cylindrica dơ, thuộc họ bồng bồng, Derasen. Mô tả, cây thảo sống nhiều năm, có thân rễ. Lá 5 đến 10, trong một mặt phẳng, hình trụ nhọn cao 0,3 đến 1,2 mét, màu xanh đậm có ràng ri, có rảnh cạn hay không. Chùy hoa ngắn hơn lá, hoa màu ngà có đống hương. Bộ phận dùng, lá, Folium Sansevieria cylindrica. Nơi sống và thu hái, gốc ở Nam Phi Châu, được trồng làm cảnh vì lá lạ. Công dụng, lá được dùng giả đắp chữa sưng tấy, sai xương. 7. Ngái, ngái, tên khoa học phi cúc Hispida LF, thuộc họ dâu tầm, Morace. Mô tả, cây có kích thước trung bình, cao 3-5 mét, có các nhánh khỏe, lúc đầu có lông cứng màu nâu hay tái về sau nhẵn. Lá mọc đối, ít nhất cũng là ở ngọn các nhánh, hình trái xoan ngược hay bầu dục, tù hay tròn ở gốc, có mũi ở chóp, có răng, có lông nhám ở cả hai mặt, dài 11 đến 20 cm, rộng 5 đến 12 cm, có 3 gân. Hai gân bên lên đến phân nửa phiến, cũng có lông ráp, dài 15 đến 30 mm. Quả sung có cuốn và mọc trên một nhánh ngắn đặc biệt ít khi có lá, nằm ở gốc thân và kéo ra trên mặt đất quả này có lông nhám, đường kính 1 đến 2 cm, lúc chín màu vàng. Có những thứ khác nhau có quả mọc trên thân hay ở đất, lông tái hay nâu đen, quả đỏ hay quả vàng. Có hoa từ tháng 1 đến tháng 4. Bộ phận dùng, rễ, lá, vỏ và quả, radix, folium, có tết et fisi hispida. Nơi sống và thu hái, cây của miền Đông Dương và miền Malaysia, châu Đại Dương, mọc hoang ở khắp nơi có thể thu hái các bộ phận của cây quanh năm. Rửa rễ, phơi khô, lột bỏ lớp vỏ ngoài, dùng lớp thứ hai. Nhặt bỏ lông trên lá rồi sấy khô, thành phần hóa học, có saponin. Tính vị, tác dụng, có vị ngọt dịu, tính mát, có tác dụng thanh nhiệt. Trừ thấp, tiêu tích hóa đàm. Ở Ấn Độ, quả, hạt và vỏ được xem như có tác dụng sổ, gây nôn. Công dụng, thường dùng chữa, một cảm mạo, viêm nhánh phế quản, 2. Tiêu hóa kém, lị, 3. Phong thấp, đau nhức khớp, đòn ngã tổn thương, 4. Cụng nhọt ở nách, đinh trâu. Liều dùng, 15 đến 30 gram, dạng thuốc sắc. Giả dạ cây tươi đắp ngoài hay nấu nước rửa. Ở Malaysia, nước sắc lá dùng uống trị sốt rét và dùng cho phụ nữ sau khi sinh uống. Nước sắc vỏ dùng trị sốt cho trẻ em. Vỏ dùng làm thuốc gây nôn. Quả chín dùng ăn có tính lợi sữa ở Java và Trung Quốc, người ta cũng dùng quả làm mứt. Quả đốt thành than ngâm nước hay rượu chữa đau răng. Rễ sao vàng sắc uống điều kinh. Quả ăn sống gây ngộ độc. Đơn thuốc, một cụm nhọt, giả lá và quả tươi và đắp vào chỗ đau, hai đinh râu, bút ngái lẫn với hạt cau giả đắp, ba đau mắt, nhựa ngái phết vào giấy mỏng, cắt tròn thành đồng xu, dán vào đuôi con mắt một đến hai ngày. Tám ngải chân việt, ngải chân việt tàn quy, tên khoa học Atemsia latifolia oan. Esbet, thuộc họ cúc, Asteraceae. Mô tả, cây thảo thơm, cao 0,8 đến 1,5 m Thân thẳng, có rảnh dọc, màu tím tía. Lá có phiến một lần kép gồm 3 đến 5 lá chét xoan, to đến 5 x 3,5 cm, lúc khô đen, không lông, gân phụ 2 đến 3 cặp, mép có răng to, thưa. Nhánh không dài, mang các hoa đầu nhóm thanh trùy không cuốn, màu trăng trắng, cao 4 đến 6 mm, hoa toàn hình ống, hoa ngoài cái, hoa trong lưỡng tính. Quả bế không có lông màu. Hoa quả vào mùa hè, thu. Bộ phận dùng, toàn cây, Heba Atemsia latifole, thường gọi là bạch bao hao. Nơi sống và thu hái, cây được trồng ở các vùng miền núi. Thu hái cây quanh năm, tốt nhất là lúc cây chưa ra hoa, dùng tươi hay phơi trong trăm mát cho khô. Tính vị, tác dụng: vị ngọt, hơi đắng, tính bình, có tác dụng hoạt huyết, lợi tiểu, tiêu viêm, tiêu sưng phù. Công dụng: thường dùng chữa 1. kinh nguyệt không đều, bế kinh, 2. viêm gan mạng tính, viêm gan vàng da, 3. viêm thận, phù thủng, bạch đới, 4. khó tiêu, đầy bụng, thoát vị. Dùng 10 đến 20g dạng thuốc sắc, không dùng cho phụ nữ có thai. Dùng ngoài chữa đòn ngã, vết thương chảy máu, bỏng loét Ecema. Giả cây tươi đắp ngoài. Hoặc nghiền thành bột băng bó vết thương, đơn thuốc, một vô kinh hoặc đau bụng trước kỳ kinh, ngải chân vịt tươi 30 đến 60 g đun với rượu và nước và uống với ít đường, hai bạch đới, ngải chân vịt tươi 30 đến 60 g, sắc uống, ba bầm dập, ngải chân vịt tươi 60 g, củ hè tươi 30 g, giả chung và tẩm rượu dùng đắp. 9. Ngải cứu, ngải cứu, thuốc cứu, tên khoa học Atemsia vungadric L thuộc họ Cúc, Asheray. Mô tả, cây thảo sống dai, cao khoảng 1 mét, thân có rãnh dọc. Lá mọc so le, sẽ nhiều kiểu, từ sẽ lông chim đến sẽ thùy theo đường gân, mặt trên xanh đậm, mặt dưới trắng xanh, có lông. Hoa đầu màu lục nhạt, xếp thành chùm sim. Mùa hoa quả tháng 10 đến tháng 12. Bộ phận dùng phần cây trên mặt đất và lá hay ngải dịp Heba efolium atemsia vulgaris. Nơi sống và thu hái, cây của miền Âu Á ôn đới, mọc hoang và thường được trồng. Thu hái các ngọn cây có hoa và lá, dùng tươi hay phơi trong râm cho đến khô dùng dần. Nếu tán nhỏ rồi rây lấy phần lông trắng và bột, gọi là ngải nhung dùng làm mồi cứu. Thành phần hóa học, trong cây có tinh dầu, 0,2 đến 0,34%, mà thành phần chủ yếu là sinel. Thuion, Matricaria X, Tetradensin, Tricosan, Arachon Ancon, Adenin, Cholin. Trong cụm hoa có tinh dầu với hàm lượng sinel cao nhất, ở các chồi tươi và khô, hàm lượng sinel có khi tới 30%. Tính vị, tác dụng, ngải cứu đã phơi hay sấy khô có vị đắng, mùi thơm, tính ấm, có tác dụng điều, hòa khí huyết, trừ hàng thấp, ôn kinh, an thai, cầm máu. Ở Ấn Độ, Người ta cho biết cây có tác dụng điều kinh, trị dung, kháng sinh và lợi tiêu hóa. Rễ bổ và kháng sinh. Công dụng: thường dùng chữa một chảy máu chức năng tử cung, băng huyết, lậu huyết, bạch đới ở phụ nữ do tử cung lạnh, đe dọa sảy thai. 2. Đau bụng kinh, kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt khó khăn do thiếu máu và các nguyên nhân khác. Dùng ngoài trị bụng lạnh đau, đau dạ dày, đau khớp, tê mà, ngứa. Cách dùng: dùng tươi hay phơi khô tán thành bột, hãm hoặc sắc uống. Ngày dùng 6 đến 10 gram. Thường phối hợp với ít mẫu, cỏ gấu để điều hòa kinh nguyệt. Phối hợp với gừng sống trị hàng lị ra huyết. Phối hợp với hà thủ ô, liều bằng nhau, phèn phi, 2 phần 10, kẹo mạch nha làm hoàng làm thuốc bổ máu, trị sốt rét kinh niên. Có thể trộn bột ngải cứu với mạch nha, mật ong làm thuốc bổ máu ngải cứu khô ngâm với rượu trắng hay nước cơm rượu nếp dùng uống hoặc huyết, bổ huyết. Lá ngải cứu hơi nóng chườm bụng trị đau bụng, dùng gối đầu trị đau đầu. Nước ngải tươi giải nóng, giải nhiệt. Có thể nấu thành cao, dùng riêng hoặc phối hợp với các loại thuốc khác. 10. Ngải đắng, ngải đắng, ngải áp xanh, tên khoa học Atemsia absinthimu L, thuộc họ Cúc, Asteraceae. Mô tả, cây thảo cao 0,4 đến 1 mét, sống dai, màu trăng trắng, phân nhiều nhánh, rất thơm. Lá dạng trứng, các lá phía dưới hai hay ba lần chia lông chim, có cuốn và có lông mềm, màu lục ở trên, màu trắng trắng ở dưới. Hoa màu vàng xếp thành đầu nhỏ hình cầu, các hoa đầu này lại xếp thành chùm bên trái ra. Tạo thành dạng chùy có lá, để hoa có lông, lá bắc của bao chung màu lục và dạng vẫy nhiều hay ít, tất cả hoa đều hình ống. Quả bế, rất nhỏ, nhẵn, không có màu lông ra hoa tháng 1. Bộ phận dùng, lá và phần cây trên mặt đất, Folium et Heba Atensia Nơi sống và thu hái, phổ biến ở châu Âu, một phần châu Á và Bắc Phi trên đất khô và ở núi. Nước ta nhập trồng ở Sapa. Tỉnh Lào Cai. Thành phần hóa học, lá và ngọn cây mang hoa chứa tinh dầu, absinthon, những chất đắng trong đó có glucosic absinthin, atemsin và các vết C và B6 tính vị và tác dụng vị đắng mùi thơm tính ấm có tác dụng bổ lợi tiêu hóa hạ nhiệt làm dịu đau chống ho trừ dung và điều kinh hoa có tác dụng trị dung và bổ công dụng được dùng chữa chứng đầy hơi và đau dạ dày đau gan huyết áp cao ho sốt sốt rét gián cách thường dùng làm thuốc trị dung sáng dùng dưới dạng thuốc hãm cồn chiếc rượu thuốc còn dùng chiếc làm nước uống làm thơm rượu vang và những thức uống khác. Không dùng cho phụ nữ có thai. Ở Tuy Nidi, người ta còn dùng quả và lá phơi khô rồi cuốn làm thuốc hút, hoặc sắc uống làm thuốc trị sốt và trị cúng.